Wow. Có những cái thứ mà trời con này mấy chị coi cái thùng sơn son của em mà em để chuột nó lớp nè, trời ơi mấy chị có thấy em phí phạm gớm không? Là nậu mẹ nữa, trời ơi coi nè, bữa nay có bà vú mới mới lôi này nè, bà vú cũ bà vô tâm tàn canh luôn, bà vú cũ thôi giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, chứ dọn gì dọn đó, trời coi bà vú mới bà lôi ra nè. Mới bả lôi ra là chắc phải gần 100 cây son Hàn Quốc của em luôn á. Hôm nay là xả kho nha mấy chị nha. Hôm nay xả kho. Là nhà có cái gì là em sẽ xả hết cái đó nha mấy chị nha. Nhà có gì xả hết cái đó. Đó mấy chị ha. Có gì là mình chơi tới nóc luôn. Rồi má ơi. Quá trời quá đất luôn á. Thấy em qua một nồi son luôn á, hư hộp hết trơn luôn nè. Chốt cái này mở hàng cho An Nhiên đi. An Nhiên trong chiến An Nhiên Bình Thuận á, An Nhiên mà vô hay giỡn giỡn với nó nghèo nghèo nó chị chửi á. Hello 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 hello, mấy chị có nhớ em không? Hello Helen Thảo, hello hello. Hôm nay xả kho nha, hôm nay là xả kho. À, nhất quyết là xả kho ha, nhất quyết là hôm nay phải xả kho, xả kho với lên nhà cửa rồi đợi hàng xúc về được cái gì thì mình chơi cái đó nha. Về hàng xúc được cái gì thì mình chơi cái đó, còn không được mình khỏi chơi. Em bán cho mấy chị con áo sơ mi nè, nó bị dơ thôi nha, nó bị dơ là bán 30.000, về mấy chị giặt cái này ra ha. Quần rin với cái đầm mặt đẹp nhất nó, quần rin ống bóp đó hả chị? Rồi bán cho mấy chị con áo sơ mi sale 30.000, ở sau lưng có dơ một tí nha, về giặt. Con này khoảng cỡ dưới 88 kg ha. Hello chị Thúy, hồi trưa chị Thúy có bill phải không? Rồi bán áo này cho mấy chị 30.000. Chốt lẹ đi mấy chị. Em ơn là em xả cho một nùi luôn á. À, bán áo này cho mấy chị 30.000. À, 65 70 kg đến 88 kg nha. Cho em xin lượt chia sẻ em mấy chị, sao có 35 người coi rồi. Hello Hạnh. Có 35 người coi hả? Hello. Ôi 39 người luôn rồi, chết mẹ rồi. Bấm cho em xin lượng chia sẻ nha mấy chị nha. Áo 30.000. À có nghĩa là mấy chị chưa có thấy áo cho nên mấy chị mấy chị chưa thấy áo á, mấy chị thấy em đưa lên sơ xài đúng không? Ok, mặc thử cho coi áo 30.000 nè. À, Thúy Kiều Trần Phan nhiêu ký ta? Thúy Kiều Trần Phan nhiêu ký nè, mặc thử áo sơ mi cho coi rồi bắt đầu giật nè. Ừ. Mặc thử áo sơ mi 30.000 cho coi rồi giật nè ha. Mặc thử áo sơ mi 30.000 cho coi rồi thi nhau giật nè. Tôi nói thiệt, thi nhau giật chứ không phải giỡn đâu, đây dễ thương chưa đấy. 30.000 rồi, 30.000 áo sơ mi đầu like chốt bạc bạc, bấm nút chia sẻ bẹt bẹt bẹt, biết đâu bất ngờ nè. Rồi sơ mi 30.000 chốt giùm em, 65 kg đến 85 kg ha. Hello, ai mới chốt sơ mi vậy? Thúy Kiều Trần Phan một con 30.000 nè. Thúy Kiều Trần Phan một con 30.000 nè. Còn hai con nha mấy chị nha. Còn hai con sơ mi 30.000. Chế nào chốt sơ mi của Nhung Lê nè. Sơ mi này size từ 65 đến 85 kg nha chị Nhung Lê. Nhung Lê 30.000. Rồi còn một cái cuối cùng của chị Nga Đông 30.000. Đó tôi nói rồi, tôi mặc lên một phát là mấy chị mê liền. Nga Đông 30.000.
Nghe đông 30 ngàn. Rồi cái này là của ai chế? Bạch Yến 30 ngàn. Bạch Yến 30 ngàn. Nè bấm nút chia sẻ đi. Tôi nói rồi, hôm nay tôi chơi sáng đêm với mấy chị luôn ha. Bán cho mấy chị con quần thể thao nè. Bán cho mấy chị con quần thể thao 50 ngàn. Ok không? Nè chị nào mà 90kg, chị nào mà 80 đến 92, 93 ký chốt con quần nha. Quần thể thao bán cho mấy chị 50 ngàn. 50 ngàn quần thể thao bán con chơi cho vui vậy. Bán con cho view lên từ từ rồi mình bắt đầu mình xả đồ xét nha. Bán con view lên từ từ xả đồ xét chứ xả hàng xuất. Quần thể thao 50 ngàn của Bích Thủy nè. Bích Thủy 50 ngàn. Quần thể thao của Bích Thủy 50 ngàn. Quần thể thao của Bích Thủy 50 ngàn có luôn. Có một con quần màu cam nè. Chị Thúy Kiều nhiêu ký hả ta? Thúy Kiều ơi, Thúy Kiều nhiêu ký hả Thúy Kiều? Đây em cái số ký chị được không? Cho em cái số ký chị được không chị Kiều ơi? Tại cái hàng xem em không có trao đổi trả đó. Mất công nó rất là phiền ha. Ha. Quần quần thể thao của chị Thanh Thảo Nguyễn nè. Ừ kiếm cái size lớn. Nè Thanh Thảo Nguyễn 50 ngàn size 90 trăm ký nè. Quần của Bạch Yến 50 ngàn nè con. Quần của Bạch Yến 50 ngàn. Quần của Vân Thảo Nguyễn 50 ngàn. Vải này hơi bị đẹp nha. Vải hàng xuất là hơi bị đẹp luôn. Có size 100 ký quần thể thao nè. Ai lấy báo chốt nha. Nè Vân Thảo Nguyễn 50 ngàn nè. Vân Thảo Nguyễn có dấu 50 ngàn. Chị Thúy Kiều Trần Phan chốt số ký đi ha. Chốt số ký em để quần cho. Không chốt số ký em không để quần đâu nha. Tại quần hàng sale á. Bán rồi. Về mấy chị mặc không có được á. Mất công phiền lắm. Quần này 100 ký có size nè. Đẹp không? Nói thiệt sự với mấy chị á. Quần này bản lớn nè ha. Bản lớn mà hàng xuất ha. Bản lớn, hàng xuất. Rồi quần này của ai? Thể thao Thanh Y 50 ngàn nè. Thể thao Thanh Y 50 ngàn. Quần này của chế Thuận Nguyễn nè. Quần này 300 ký. Quần này của chế Thuận Nguyễn 50 ngàn. Cho em xin lượt chia sẻ nha mấy chị. Thuận Nguyễn 50 ngàn nè. Thuận Nguyễn không có dấu 50 ngàn. Mấy chị chốt quần 50 ngàn kèm số ký, còn không là em không có để quần đâu nha. Chốt quần kèm số ký, còn không là em sẽ không để quần đâu ha. Ông nói cho biết luôn á. Không có để quần đâu, quần hàng sale à, không có cho đổi trả, mất công phiền lắm. Rất là phiền. Chế Thúy Kiều Trần Phan ơi, em để chế cái quần này nè. Để chế cái quần có túi mà không có sọc nè. Size 88 ký nè. 50 ngàn của Thúy Kiều Trần Phan nè. À, chị Thao Lục em cũng không biết số ký không để nha. Quần của Nguyễn Hoàng Yến nè. Quần 70 ký của Nguyễn Hoàng Yến nè con. Nguyễn Hoàng Yến 50 ngàn nè. Em cái hả Linh chờ. Ok vải đẹp lắm nha Linh chờ. 50 ngàn mà vải xuất sắc luôn. 50 ngàn của Linh chờ nè. 50 ngàn của bé Linh chờ. Ta mới kêu 88 ký giờ 100 ký bà nội. Nhiều ký chốt cho đúng số ký đi chị ơi. Đừng mặt rộng, mắt gì mình phải mặt rộng. Sao view có nhiêu đây nằm mà nghỉ mấy ngày mà view đâu. Thảo Lục nè, Thảo Lục khách mới hay khách cũ? Thảo Lục một quần, Thảo Lục không có dấu nè. Hả? 72 người hả? Ờ mới lên 72 người. Cái này của Thảo Lục 50 ngàn nè, ai ghi? Thảo Lục không có dấu 50 ngàn nè. Em có một con viền xanh nha. Em có một con viền xanh dưới 85 kg 50 ngàn. Con viền xanh dưới 85 kg 50 ngàn. Ha. Viền xanh chốt giùm em viền xanh. Viền xanh dưới 85 kg hai con 70 đến 85 kg. Một con viền xanh 70 kg có luôn. Thảo Lục nè, thể thao Thanh Y có rồi. Quần 50 ngàn của Kim Tho Trần 100 kg nè. 100 kg của Kim Tho Trần nè. 100 kg của Kim Tho Trần 50 ngàn nè. Chị thêm cái quần sọc có túi 90 kg của Thanh Thảo Nguyễn nè. Thanh Thảo Nguyễn 50 ngàn nè. Thanh Thảo ghi dính vô con.
Thanh Thảo Nguyễn 50 ngàn nè. Tài Lê 50 ngàn nè. Tài Lê 50 ngàn nè. À, cho em cái quần không có viền trắng 80kg màu đen của chị Thu Phạm. Màu đen của chị Thu Phạm 80kg nè. Thu Phạm có dấu 50 ngàn nè. Thu Phạm có dấu 50 ngàn nè. Quần viền nè. Quần viền size Bích Thủy nè Bích Thủy ơi. Quần viền có túi nè Bích Thủy. Bích Thủy 50 ngàn. Bích Thủy 50 ngàn. Quần viền có túi. Để coi thử còn không nè em. Sợ hết rồi nè. Chỉ còn quần này 90kg thôi. Nè có cái quần có túi 90-100kg nè. Ai chốt quần này chốt đi ha. Viền. Viền có túi. Là lông chuột 90-100kg nè Bích Thủy lấy thêm không? Lông chuột nè Bích Thủy có lấy thêm không? 50 ngàn. Quần nữ chị. Quần nữ hen. Hết rồi quý vị à. Lôi quần ra bán chơi chơi mà lôi một nùi luôn. Hết quần. Quần túi Bích thêm nữa hả Thủy? Thêm nữa. Nè Bích Thủy này với lại thêm cái xám cho Bích Thủy hai con nè. Nè giờ lên quần này nha. Hết size hay Linh Thảo rồi. Hết size hay Linh Thảo rồi nha. Nè em có mấy con quần thể thao cam nè. Trời ơi đưa lên cái muốn xỉu luôn á. Nè mấy chị thấy phơm không? Đưa lên con quần thấy mắc xỉu luôn á. Rồi quần thể thao cam nè. Chốt giùm em quần thể thao cam 50 ngàn nha. Vải coi dạng dữ dằn lắm ha. Chốt giùm em thể thao cam. Thể thao cam nha. Size lớn nè. Cam kèm số ký 50 ngàn. Cam kèm số ký 50 ngàn. Nè cam 100kg nè. Linh chờ có chốt thêm con này nè em yêu. Chốt nha. Chỉ có 6-7 cái thôi á. 50 ngàn con thể thao. 50 ngàn con thể thao nè. Quần này cho Võ Phúc nè. Võ Phúc 50 ngàn. Nông chuột. Viền xanh Kim Tho Trần. Viền xanh của Kim Tho Trần 50 ngàn nè. Kim Tho Trần không có dấu 50 ngàn. À, chị lấy quần không có viền có túi 90kg nha. Xã của Thanh Thảo Nguyễn ơi. Xã cục hàng của Thanh Thảo Nguyễn ơi. Kiểm tra coi thử có qua đúng quần đó không. Không đúng quần thì xã đi chứ khách lấy hết rồi chứ ơi. À, quần có túi thì tổng cộng là có một cái size chị Thảo nè. Đâu đưa coi chị Thảo. Ờ, chị Thảo là có được cái, còn cái nữa đâu. Thanh Thảo Nguyễn mấy cái vậy? Cái gì với cái gì vậy? Nè Thanh Thảo Nguyễn lấy một cái, xẻ cái có viền bự ơi. Có quần giả váy một cái nha chị. Chưa hết bệnh nhưng mà giờ nằm biết. Nhưng mà à, nói chung là một vạch từ bữa giờ rồi mấy chị. Ha. Giày màu trắng nói nghe nè, em về một em về tới khoảng cỡ 40-50 kiện lô Quảng Châu giày luôn á mấy chị, rẻ lắm. Nó nằm ở giá cứ 180-200 mấy. Nhưng mà em nói hàng thị trường xuất sắc luôn mấy chị, đợi hàng về đi ha. Rồi không ai chốt cam em cắt cái hàng này nha. Cái màu cam là cái màu đẹp nhất, em mới để em like sau cùng ấy. Nè mấy chị không chốt ấy. Hết nha quý vị nha, hết rồi. Nè có một con quần nè. Không biết nãy chốt cho Kim Tho Trần. Còn con quần này Kim Tho Trần lấy luôn đi. Kim Tho Trần bỏ ủa. Quần cam của Mina. Hello Mina. Trời ơi bà Mina bà tội nghiệp lắm. Bà mua một bill mà trời ơi. Bà dí tôi lấy đồ cho bà. Bà dí tôi. Một phút nữa chị Thảo Lục không có địa chỉ số điện thoại xả bill nha. Trời ơi, quần này 50 ngàn là về chế mặt là chế sướng luôn á. 50 ngàn của Mina nè. 50 ngàn của Mina. Rồi, đứa này vô kho nha quý vị nha. Dạ. Rồi, đưa con này vô kho nha. Ráng 1-2 bữa nữa em về lô hàng quần rinh. Em chốt cho chị Thảo Lục mà em chốt cho chị Mina mấy cái. Em nói thiệt, đợi em đi. Đợi em thẻ vẽ cái đi. Đợi em.
từng con phố gì ở đây đợi em. Em còn con quần sọc viền nè. Em còn một con quần sọc viền. Con này cũng cỡ dưới 80kg. Ai chốt con này chốt giùm em là viền xanh 50.000. Hồi bữa mấy chị mua đầm này 280, cách đây 1, 2 bữa, 2, 3 bữa, 3, 4 bữa đúng không? Thì bây giờ chị nào mà nằm trong số ký đây là chị đó may mắn thôi ha. Bây giờ chị nào nằm trong số ký thì chị đó may mắn còn hai con đầm. Giờ chẳng lẽ hai con mà mình quăng vắt ve vắt vưởng thì đâm ra nó kỳ cục. Thì xả cho mấy chị con này 220, ok. Nhưng mà size 70 đến 80kg, nói chung là em nói mấy chị là em giấu bớt một con áo sơ mi này em cất nè. Em giấu bớt một con sơ mi trắng này em cất tại vì tay phòng. Và cái làm cái form đẹp lắm nhưng mà size 70 đến 80kg. Ở trong là sơ mi, ở ngoài là đầm yếm co giãn. Đây. Ở trong là sơ mi, ở ngoài là đầm yếm co giãn. Có quần đùi không? Chưa có quần đùi, có quần tay và hiếu vỏ. Ở trong là sơ mi, ở ngoài là đầm yếm vải co giãn và có kèm một cái cọng dây cột bụng ở giữa nữa ha. Rồi xả 200, xả 200 đi ha. 208 xả 200, size 70 đến 80kg. Chế nào mà nằm trong số ký là chế đó may mắn. Vậy thôi. Còn đúng 2 đầm nha. Còn đúng 2 đầm. Mới báo bưu điện xong rồi đó Hạnh. Rồi 2 đầm. Quần 50 của Thúy Phan, Diễm Phan nè, 50.000. 2 đầm ha. Chế nào chốt 2 đầm thì chốt giúp em. Còn không chốt nữa em đưa, em đưa là thành hàng, hàng kho. Chứ em không có để dưới này nữa mấy chị ha. Xóa mẫu. Ờ, xóa mẫu chứ không có để dưới này nữa ha. Đầm 80, 200.000 của Ima. Bỏ cọng dây vô cho Ima Ki nè. Bỏ cọng dây vô con. 200 của Ima thì vô Ki. 200, 200. Ima thì vô Ki gì đó. Ima vô Ki vô. Đầm... Em nói thiệt với mấy chị ha. Tài la, viền xanh khách lấy rồi. Em nói thiệt mấy chị là em cực kỳ thích con đầm này. Cho một đầm của Trần Mai Huỳnh. Trần Mai Huỳnh size này là size L là 70 đến 80kg nha. 200 của Trần Mai Huỳnh nè. 200 của Trần Mai Huỳnh. Nó nói bơm hàng gì mà bơm ác nhơn lắm. Em nói mấy chị là em cực kỳ thích con đầm này. Con đầm này mặc lên em không có diễn tả được là nó sang như thế nào và nó thanh như thế nào. Đầm 200 khách lấy rồi ha. Đầm này là 208 nè. Chốt giùm em đầm đen nơ trắng. Đầm nơ cổ. Cái con đầm này em nói với chị là nó xuất sắc lắm. Nó xuất sắc cực kỳ. Đưa cái bao đầm này lên chỗ chân cầu, lên trên cầu thang, trên chỗ bao quần, quần. Ở dưới đây có gì là em hút tối hôm nay hết trơn hết trọi á. Ai được cái gì thì được ha. Ai được mẹ gì thì được. Đầm khách lấy rồi chưa chị Trương Tuyết Phường? Hello mấy chị, nghỉ bữa giờ có nhớ em không mấy chị? À, đây. Xong rồi xả cho cái bao áo xếp ly nè. Xả cái bao áo này là mấy chị chỉ có từ ghiền tới ghiền thôi. Chứ mấy chị không có đường sống nổi với em đâu ha. Xả bao áo này là mấy chị chỉ có từ bị thương tới bị thương thôi. Nè quần nè. Quần này là quần phối mẫu da trăng không rách ha. Quần này mấy chị làm ơn đo giùm cái eo nha. Em bán quần là em đo eo. Mấy chị chốt quần nè, mấy chị cứ báo chọc hoài là em không có đồng ý đâu. Tại vì quần hàng xuất là em chốt eo ha. Còn eo mấy chị nhiêu là mấy chị tự tính giùm em nha. Quần này eo 92, 90 đến 94 nè. Quần không không có rách ha. Quần này không có rách mà có xẻ tài nè. Quần này xả cho mấy chị 160.000 nè, trúng mánh không? Chốt giùm em quần eo 90 đến 94. Eo 90 đến 94. Nay ốm vú xẹp luôn ta. Hôm qua live stream trang biết sai của Yến. À con biết em á. Nó like cái trang phụ của em á chị Thanh Thảo. Nó like phụ trang của em. Nó like cái trang phụ. Chào chị Dược. Nay phễ hẳn rồi hả chứ. Giờ làm sao cho nó phễ hẳn ta. Nó cứ bị mệt hoài ta. Quần này xả cho 160 nè. Trời ơi má ơi, quần hàng xuất nè. Chị Mina đâu rồi? Mina ơi Mina. Trời ơi là trời, Linh Trần nè, 160 của Linh Trần. 160 của Linh Trần, lên tiếp nè. Lên tiếp nè.
Quần này là em không chuẩn bị lên, con quần này em không sale nè nha. Quần này chuẩn bị em lên là em không có sale nha. Linh Trần. Quần này là em không có sale nè. Nè, quần này Mina chốt đi Mina ơi. Trời ơi má ơi, nó đẹp không Mina? Trời ơi là trời. Mina chốt quần này đi. Quần này là không có sale đâu nha chị. Quần này là hoàn toàn không sale. Quần này cho Mina 200 nè. Mina 200 quần này nè. Ghi trên cái bill của Mina là thiếu quần ống bóp. Có quần nào bà chủ mặc vừa lấy cho vài cái? À là em vừa là chị Hằng vừa ha. Có nhưng mà chị Hằng không biết là chị Hằng có chịu em chọn hay không. Tại vì nhiều lúc cái quần mấy chị thấy rin bạc, nhưng mà thực sự rin bạc của hàng xuất mặc lên eo. Đây là thiếu quần ống bóp đi. Nè giờ xả nè. Mua vịt quay heo quay ăn cho mau lại. Hậu Covid nha Yên. Ba mai bán, mai bán cho một nùi heo quay còn cỡ miếng nửa ký đi. Mai bán cho nùi heo quay nha. Miếng nó còn cỡ nửa ký thôi chứ ăn không hết. Nè áo 200 nè, em bán sale cho mấy chị 130.000 nè. Nè lên cho coi nè. Ai còn màu là ai còn là may mắn lắm nha. Ta dưới 80kg, dưới 90kg nè. Trời ơi là trời, nói nghe nè. Ai còn size 100kg cũng còn nè. Xả cho mấy chị 130. Đưa cái mẫu áo lên giật mình luôn. Quần không có bên này chị Hằng, đợi ráng em về cái lô rin em lên luôn cho. Em dặn bên kho đó rồi, nó về được 300+ cái á. Nó chia cho size nhỏ, còn size lớn nó để em. Nó hứa với em rồi, nó hát cái bài là ok, yêu em rồi, nó nói với em rồi, nó để em à. Áo này chỉ còn đúng màu trắng thôi. Chồng em bữa cũng bị mệt 10 ngày chế hầm gà thuốc. Biết ăn ta làm con mẹ. Biết ăn nói chị nữa nè, cho coi cái áo nè. Cho coi cái áo xếp ly rồi ghiền ha. Hello chị Thảo Lục. Bên em á là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha chị. Nhưng mà hàng hóa chị có vấn đề gì chị nói em giải quyết hết á. Chị không tin chị hỏi mấy chục chị ở đây, hàng hóa có vấn đề gì nói em. Ví dụ em giải quyết nhanh hoặc chậm chút thôi, chứ mà tại vì nhà em không có nhân viên. Nè ở giữa là có bo bụng nè nha mấy má, coi nè. Chị thấy em dễ thương quá, chị đem em về nuôi giùm em ấy. F0 chào F0 hết rồi nha chị nha, chào lộn rồi. Quay trái chị, quay trái đi. Quay sang trái, em hết F0 rồi chị Hồng Điệp. Nè áo này còn size 100kg nha, mấy chị thấy dập ly đẹp không? Trời ơi má ơi, áo 130, XL của chế Biên Thùy nè. Trời ơi con này em nói chị ha, trời ơi kiếm ít. Nè Biên Thùy 130 nè. Nè chốt cái con áo này mặc lên mà không đẹp, ngồi im nó kiếm tôi. Áo 200.000 còn đúng một màu, xả cho mấy chị. May 3 màu còn đúng một màu, xả cho mấy chị 130.000. Áo của Hồng Lê nè. Áo của Hồng Lê 130.000 rồi, hết size XL nha. Hết size XL nha mấy chị. Ồ mấy cái đường chỗ xếp ly này nè, nó dập đẹp cực kỳ. Mina áo này hết size của Mina rồi nè. Hết size của Mina. Áo này em đã hết size của Mina rồi nha. Rồi còn không nữa không mấy chị, còn nữa không? Bích Thủy ơi chốt áo trắng mặc nha Bích Thủy. Áo trắng này rất là đẹp luôn ha. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn. Áo trắng của Thảo Beo. Lấy size 90kg hay 100kg Thảo Beo, lấy size 100kg đi. Thảo Beo 130 nè. Thảo Beo 130 nè. Về mặc thử con áo đi rồi đừng có la làng la sớm bớ ta, áo đẹp quá nha. Nè. Chốt lại tôi con tôi mặc. Còn ba con đỏ đô. Còn ba con đỏ đô mà size lớn ha. Size 100kg. Với con size dưới 90kg, 80 đến 90kg. Trời ơi nhưng mà nói nghe nè, áo trắng nó đẹp dữ lắm. Hot size của chị thể thao Thanh Y rồi nè. Tôi nói mấy chị nó đẹp dữ lắm, không ai để ý hết. Chốt màu đi chị Thảo ơi. Nè. Trời ơi má ơi, coi nè, xả 130 nè. Em nói thiệt áo này mà mặc đỏ hay của Quỳnh Anh Nguyễn Lam nè. Đỏ hay của Quỳnh Anh Nguyễn Lam 130. Áo 77kg hết rồi. Chị Thanh Thảo lấy áo kèm màu giùm em, trắng hay đỏ đô. Áo 77kg hết rồi. 77kg hết nha. Cái này của Liên Lê không có vừa. Bích Thủy 130 nè, hết. Hết XL rồi Biên Thùy. Bích Thủy 130. À, chị Thanh Thảo Nguyễn 130. Rồi hết áo nha, bây giờ chỉ còn áo trắng thôi.
Bây giờ chỉ còn trắng thôi, chế nào chốt trắng thì chốt trắng lên giùm em ha. Chế nào chốt trắng thì chốt trắng giùm em cho hết rồi ha. Áo trắng này size lớn lắm chị Hồng, trắng không vừa. Chị Hồng trắng có 80 kg, áo trắng này giờ còn size 90 đến 100 kg. Mặc vô tuột vú. Mặc vô tuột vú. Má em có một sọt đồ tập gym mà size nhỏ không luôn. Bây giờ còn trắng thôi chị Thuần Châu. Em có một bộ tập gym cũng size nhỏ nè. Em có một bộ tập gym cũng size nhỏ nè. Có chị Hồng Khanh Nguyễn ở đây không? Chị Hồng Khanh Nguyễn mua cho con gái đi, em bán cho 50 ngàn. Em lấy mà em kiểu như em lấy nhanh quá, nó bị ẩu. 50 ngàn bộ tập gym cho con mấy chị nha. Hồng Lê nhắn tin, công ty nhắn cái gì, nhắn lấy em lấy chị lấy em vậy. Em còn hai con quần size lớn, size 90 đến 100 kg, quần caro co giãn nè. Ha, còn hai con bán cho mấy chị 100 ngàn. Bộ tập gym của Trần Nhật Mỹ nè. Em còn một sọt tập gym mà size nhỏ không bà nậu miệng. Em có hai quần caro 90 đến 100 kg. Nói rồi, đỏ đô thì còn size 100 kg khách lấy rồi. Hả? 50. À, quỷ nào chốt áo đỏ giấu vậy? Quỷ nào trúng trứng giá giờ trời giấu có một cái mình đắp mình môi ra nhung vỏ nè. Đồ quỷ nhung này thiệt hết chứ. Hai con quần caro 90 đến 100 kg, hàng xuất nha mấy má. hàng xuất nha. Bây ơi, giờ là sao ta? Quên nè. Có một con quần, còn con quần thể thao nè, viền bự nè, 50 ngàn, 100 kg. Chế nào 90 đến 100 kg, chốt cái con quần thể thao 100 kg giúp em nha. Định nói gì quên nè. À, khách lấy rồi Yumi, nó chắc nó 40-50 kg rồi. Tại biết sao đi lấy hàng lấy gấp quá, lấy lộn mẹ cái hàng xa chút xíu. Quần thể thao 100 kg của chị Thuần Châu nè. Nó có một cái màu cam nữa, chị Thuần Châu muốn lấy thêm con màu cam 50 ngàn đúng không? Xả hết á. Hôm nay có gì tôi chơi tút lút hết nha, chơi sáng đêm luôn. Tôi chơi phố đêm đèn mờ văng văng luôn. Nhân lúc đẹp trời bán cho anh con áo nam 30 ngàn nè. Nhân lúc đẹp trời bán cho anh con áo nam dưới 82-83 kg 30 ngàn. Tại giờ đang khùng chắc bán vậy á mấy chị, thông cảm ha. Ngày nó phải mấy chập vậy á nha. 30 ngàn bán luôn. 30 ngàn bán luôn. Ai chốt bán luôn nha. Bán ráo trọi hết á. Áo nam của Bích Thủy nè 30 ngàn. Tới giờ khùng lên mà. Tới giờ đứt dây lên á vậy mấy chị, mà một ngày phải mấy chập vậy á. Nè nó mới hết được hàng. Em có một con áo sơ mi nè. Chốt giùm em sơ mi hoa dưới 70 kg bán 30 ngàn luôn. Sơ mi hoa dưới 70 kg bán 30 ngàn luôn, chơi cho nó vui. Quần caro 100 ngàn của chế Thuần Châu nè. Quần này chị Thuần Châu về mặt riêng, nó còn hai con lấy luôn đi. Thuần Châu 100 ngàn nè. Em có một cục hàng bơm của con quỷ cái gì ở Gò Vấp này luôn. Sơ mi hoa của Quỳnh Như 30 ngàn. Nè em tới 6 bao tải lần, em 6 bao tải lần. Mà làm biến môi ra bán á mấy chị. 6 bao tải lần. Đúng rồi, Quỳnh Như mùi mùi. Nè. Có con áo thổ cẩm bán 30 ngàn nè. Cưng không mấy chị? Dưới 82-83 kg chốt giùm em áo thổ cẩm 30 ngàn. Bữa có bộ đùi bị chật có nhắn tin ra shop, khi nào like chọn lại bộ size lớn. À chị Thanh ơi, cứ mua đồ đi, khi nào mà mua đồ có bill hay không có bill gì, chừng nào chị muốn em gửi đổi size thì chị em cứ gửi đổi size cho chị thôi, chứ không sao hết á chị nghe. Chị cứ thoải mái đi, ở bên em mua đồ chị em có sợ mất đâu, chị sợ ha, không bao giờ sợ mất nha. Sơ mi hoa của Thuần Cho, sơ mi hoa của Helen Thảo 30 ngàn. Em đi kiếm đồ em bán kìa. Kiếm đồ bán nha. Rồi bán bao bộ ngủ kìa. Bán bao đồ ngủ kìa nha. Lấy luôn hai cái hả chị Thuần Châu. Vải đẹp lắm nha chị.
Vải đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi luôn. Còn cho 100.000. Rồi lên bộ ngủ cho mấy chị 150.000 nha. Bộ ngủ caro xanh ha. Ngủ caro xanh ở sau có. Ở sau có lưng chung mấy chị đừng sợ chật nha. Chốt giùm em ngủ caro xanh kèm số ký. Rồi đây ngủ caro xanh. Ngủ caro nâu. Ngủ caro nâu. Ngủ caro nâu. Chốt giùm em ngủ caro nâu. 150.000 bộ mấy chị ngủ caro nâu dễ thương không? Rồi tiếp tục. Ngủ caro đen. Nhưng mà size 100kg hình như còn bộ, size 90kg cũng còn có một bộ. Ngủ caro đen. Chế nào chốt ngủ caro đen, chốt giùm em ngủ caro đen. Ô vải lụa mềm. Em nói mấy chị vải lụa mềm mà tuyệt vời lắm. Hơn cả chữ tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Super 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 tuyệt vời ha. Đó. Chị nào lấy bộ ngủ màu gì thì báo giùm em, chốt giùm em bộ ngủ màu kèm số ký ha. Ngủ màu kèm số ký. Bây giờ đi lên kho đi Bi. Lên kho tất cả những hàng xưởng mà Bi cứ xách từ từ xuống nha chị. Chị xách xuống nhà dưới luôn. Để dọn phòng trở lại đứng. Phòng chị. Ngủ kèm số ký nha Yumi Trần ơi. Yumi Trần chắc 80kg quá. Ngủ màu kèm số ký hay là lấy 3 bộ. Em có một bộ ngủ này nè. Bộ ngủ vải đen loang nè. Em có một bộ ngủ vải đen loang nha. Lên kho đó giờ nhìn đồ khủng khiếp lắm mấy chị. Nè có một bộ ngủ đen loang size gì chưa biết nữa nè. Ngủ đen loang. Mà có một bộ à 150.000 á chị Liêu ơi. 150.000 nè. Có một bộ ngủ xanh loang nè. À có một bộ ngủ đen. Đen loang. Tại cái này may đồ còn á. Ha. Đây ha. Đây có một bộ ngủ đen loang nè. 150.000 mấy chị. 150.000 quẹo lửa. Vô mây ơi, vô mây à. Vô mây ơi. Rồi qua mẫu nha mấy chị nha. Ngủ hôm nay bị mất phong lông rồi. Lùng lùng. Qua con chụp hình. Chị để em cái điện thoại ra xa chút thấy rõ đồ. Để điện thoại ra xa hả chị? Ra xa. Ra xa. Dạ, ra xa. Gì con? Rồi hôm nay em xả cho mấy chị. Ôi chưa xả đâu. Được chưa mấy chị, để điện thoại vậy là được chưa? Rồi bộ này 240 nè. Chốt giùm em bộ thể thao lon xanh nha kèm số ký. Thể thao lon xanh kèm số ký nha mấy chị nha. Thể thao lon xanh kèm số ký. Chế nào chốt lon xanh kèm số ký. Quần này là quần chính tất có bo nè ha. Thể thao lon xanh kèm số ký. Kèm áo ba lỗ 240. Chế nào chốt thể thao lon xanh này chốt giùm em 240 kèm số ký ha. Thể thao lon. Vải mềm nhẹ nhàng co giãn ha mấy chị ha. Vải mềm em đang xem mua gửi bill luôn cho em. Ý là chốt bộ ngủ nhiêu ký màu gì bà nội. Loan xanh của Võ Phúc lấy size L hay XL chị Phúc ơi. Chị Phúc lấy size L hay XL. Bộ chính tấc tay dài von chưa biết bộ gì luôn. Chính tấc tay dài von đây. Đây là cái bộ bao nhiêu người đặt mà hai đứa kiếm không ra nè. Nè, bé lùng. Nhớ không? Nhớ không? Mua cho con gái gì lấy size L ha chị ha. Lấy size L ha chị Phúc, gái 60kg. Gái chị Phúc 60kg mà đậm người. Đây. Rồi chị Võ Phúc 240 nè. Võ Phúc 240. Ngủ đen loan à. Võ Phúc lon xanh, ngủ đen lon 80kg để kiểm tra coi thử có bộ đó 80kg không nha chị. Đèn ung dung trên trời, đặc biệt là hôm nay xuống chơi. Em lấy hơi buồn. Ý em chỉ như thân thơ. Hết rồi nha chị ơi. Hết rồi chị, bây giờ chỉ có caro nâu thôi. Chứ lấy caro nâu đi chị Thảo Lục. Chị Thảo Lục ơi, chị lấy caro nâu XL đi. Caro nâu mặt trắng thấy mẹ luôn á chị. Chị lấy caro nâu đi à. Đây. Đây là cái bộ nó giấu xong rồi. Cuối cùng bao nhiêu khách hỏi cũng đều kêu là hết nè. Bộ này 250 nha. Bộ này kèm với quần chính tất nha mấy chị nha. Tay von nè đẹp không. Trời ơi coi nè. Cứ khách hỏi còn không yên. Cứ hỏi mấy đứa nó kêu
nó kiếm tới kiếm lui không có cái đem đi xả. Ủa bi bi sao cầm xuống mấy bao vậy? Bộ này kèm quần chín tóc mà bộ này 250.000 nha mấy chị. Bộ này kèm quần chín tóc mà bộ này 250.000. Chốt giùm em là vôn vân tay. Chốt giùm em bộ vân tay. Trời ơi, còn một người luôn nè bi. Còn một người vân tay. Trời ơi, vân tay còn một người. Để em coi size nha. Em coi size mà nó còn đúng một size là em quất ra mấy chị luôn. Nó còn đúng một size là em xả cho mấy chị manh nóc luôn. Đợi em. Mấy chị ơi, bộ vôn này á, bộ vôn này em chỉ còn đúng một size. Bộ vôn này em chỉ còn đúng một size dưới 72-73 kg. Của chị gì đây? Của chị Thảo Lục nè. Thảo Lục 150.000. Cái bộ vôn này em chỉ còn đúng size L cho nên xả cho mấy chị 170. Rồi xong, được 6 bộ. 6 bộ size L không luôn, xả mấy chị 170. Chốt giùm em tay ren 170. Bộ tay ren đó đẹp lắm á, em mặc thích lắm luôn. Xả 170 còn đúng 6 bộ hay 7 bộ gì size L không? Còn đúng 6 bộ hay là 7 bộ gì size L? Đúng 6 bộ hay 7 bộ gì size L, xả luôn mấy chị 170. Xả cái này không được nữa, đưa lên kho cắt nha. Xả luôn 170 nha mấy chị nha. Trời ơi, nghỉ có mấy ngày mà quên em đồ mất tiêu hết trơn rồi. Bộ này cái chị nào 75 kg mặc cũng vừa. Tại vì á, thứ nhất là nó may cái rọc nó lớn hơn chút. Thứ hai là cái độ mềm của vải nó mềm hơn. Bộ này mặc sang lắm. Tại vì giờ còn size L không nên lên xả bộ này ha. Xả bộ này chút đưa lên kho. Chút đưa lên kho bộ này nha mấy chị nha. Bộ tay vôn của Linh Trần với bộ của Văn Nguyễn, hai bộ nè. Hai bộ của hai chị 170. Chị mở mở ra kiểm tra thử phải không Bi ơi. Sao nó lộn hai bộ nè, tụi bay bỏ qua bỏ lại vậy, nó có hai mẫu luôn nè. Nè, hai chị Văn Nguyễn nè. Văn Nguyễn Linh Trần. Văn Nguyễn Linh Trần. Chị Mai Ngọc nè, đúng rồi đó. Nè, ghi ai ghi nè. Mai Ngọc. Mai Ngọc 170. Mai Ngọc 170. Thanh Kim. Thế ai à? Thanh Kim nè. Thanh Kim nè bé Lùng. Thanh Kim nè, chị Hạnh Nguyên nè. Hạnh Nguyên hồi bữa lộn cái gì điêu chỉ á. Bộ này vải đẹp lắm nha, Hạnh Nguyên 170 nè. Hạnh Nguyên 170 nè. Bộ này Ngọc Thúy không có vừa. Bộ này chị Thuận cũng không có vừa. Ngọc Hân nè. Ngọc Hân 170 nè. Ngọc Hân 170 bộ cuối nè. Bộ cuối của Ngọc Hân 170. Đây mấy chị ơi, em có một cái bộ, bộ ren này nó bị lạc đạn lại. Bộ ren này dưới 72 kg. Dưới 70-72 kg nè, cũng quần chín tóc nha. Bộ ren 160. Bộ ren này là ren cổ, không phải ren tay ha. Bộ ren cổ ha. Rồi bộ này dưới 70 kg. Bộ này dưới 70 kg. Bộ này bán cho sale cho mấy chị với giá 160 nha mấy chị. Của Minh Tuệ Lê ren cổ nha. Ren cổ của Minh Tuệ Lê 160. Ren cổ của Minh Tuệ Lê 160. Còn con áo dây nè mấy chị. Còn con áo dây hàng xuất bán mấy chị 50.000. Một con thôi ha. Khoảng cỡ dưới 80 kg, 60-80 kg, còn đúng một con áo dây thôi. Bill em đi chưa? Em coi trong tin nhắn chụp hình qua cho em chưa? Chắc chưa, chị nghĩ chắc chưa, chưa. Thảo Hiền Trương còn. Nè em có một con áo dây hàng xuất bán mấy chị 50.000. 50.000 áo dây nha. Áo dây của chế Hồng Lê nè. Hồng Lê áo dây. Hồng Lê áo dây. Khi nào lên riêng hàng xuất vậy? Đợi hàng về đi, em cũng đang nóng ruột lắm Ly. À, bữa Ly mua hai cái 100 kg, Ly mặc đẹp lắm phải không? Đúng không? Đúng không? Nói phát một em. Đừng nói phát thứ hai gì hết trơn hết trời. Bán cho mấy chị con đầm này 160 nè. Chế nào khoảng cỡ dưới 80 kg, 82 kg, chốt con đầm 160 cho em. Đầm thổ cẩm này chị Mai đẹp không? Chốt giùm em đầm thổ cẩm 160 nha.
đầm thổ cẩm hàng xuất 160. Chị nào chốt đầm thổ cẩm hàng xuất 160 chốt đưa xuống hàng nữa đi ơi. Làm bập bập rẹt rẹt em. Bữa mua hai con riêng xuất mặt sướng. Lên làm 4-5 bao nữa xuống. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Mẫu này mẫu gì? Mẫu này là mẫu cổ lá sen. Mẫu này là mẫu công sở cổ lá sen nha. Công sở cổ lá sen. Thổ cẩm 160 của chị Mai Nguyễn nè con. Con chị Mai Nguyễn nè. Rồi. Cổ lá sen nha mấy chị nha. Bộ này là 260.000. Bộ này 260.000 kèm với quần dài nha mấy chị nha. 260.000 kèm quần dài. Chế nào chốt bộ này thì chốt lên giúp giùm em ha. Cho em vô à, không mất rồi. Bộ cổ lá sen kèm quần dài kèm số ký nha mấy chị nha. Cổ lá sen kèm quần dài kèm số ký. Nhanh tay thì còn chậm tay đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua mấy chị ơi. Tay phòng nè ha. Kèm với quần nè. Tay phòng. Kèm với là quần dài nha mấy chế nha. Đây. Kèm với quần dài. Dài này form 3 ghi nha mấy chị nha. Quần dài này form 3 ghi ha. Rồi chế nào chốt form này chốt giùm em nha. Chế nào chốt bộ này chốt giùm em. Chế nào ồ quần này không tới quần dài đâu mấy chị. Quần rin đẹp xuất sắc. Bộ này quần chính tắc chứ không phải quần dài đâu nha mấy chị nha. Bộ này quần chính tắc chứ không phải quần dài đâu ha. Quần này quần chính tắc. Không phải quần dài đâu. Em bị lộ mày mới đo quần lại đó. Cổ sen 100kg. Trời ơi bộ này chắc chị Thuần Châu mặc lên chắc xỉu á. Kiếm bộ cổ. Bộ này vải đẹp lắm. Bộ này vải đẹp lắm nha. Bộ này vải rất là đẹp. Kiếm 200kg. Chị Thuần Châu 260 nè. Thuần Châu 260 nè. Cổ lá sen 90kg của Thảo Beo nè. Thảo Beo cổ lá sen 90kg nè. Nè con, Thảo Beo 260 nè. Hôm nay em quất hết, đụng tới cái gì mà còn ít là em sale hết. Bây chút nữa Bi cho cái bộ Dior của chị đang mặc xuống nè. Với lại kèm với lại cái bộ lá bài cho chị sale bộ lá bài. Tệ lê có 160 luôn đúng không? Đúng rồi. Mẫu nào mà đi không nổi á, còn rin mà giờ không có lên rin được chị Hồng Lê ơi, đợi lên sau nha. Hôm nay cho em lên hàng xưởng với lại hàng sale nha chị nha. Hôm nay cho Yên lên hàng sale và hàng xưởng nha mấy chị nha. Hôm nay cho lên hàng xưởng và hàng sale ha. À, bộ loan nè. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Lên tiếp cho mấy chị nè. Em có một con áo nâu. Em có một con áo nâu 100 nè. Đúng rồi anh. Em có áo nâu này nhưng mà áo nâu này size lớn. Áo nâu này là hàng xuất Nhật, xuất Hàn Quốc gì đó. Áo nâu này là 120.000 nha quý vị nha. 120.000 áo nâu sơ yên mặc đầm hay gì mà đi. Em mặc bộ Dior á chị. Nè bộ Dior 220 em có bán nha chị. Em thích mặc những cái bộ này nè. Rồi áo nâu, nhưng mà áo nâu này á, là size từ 75kg, 70kg trở lên. 70kg đến 92, 93kg áo nâu này nè. Áo nâu mấy chị thấy không? Tà trước ngắn, tà sau dài. Hàng này là hàng xuất Mỹ, xuất Nhật á mấy chị. Hàng này hàng xuất Mỹ, xuất Nhật ha. 120.000 em có màu nâu và màu xám ha. Chế nào lấy áo nào thì báo cho em. Nâu của chị Hằng Nguyễn nè. Nâu của chị Hằng Nguyễn nè. Mấy form này mặc phải thoải mái nha. Nguyễn Linh đơn bữa trước, Nguyễn Linh còn ở đây không anh? Quận 8 nào? Không phải quận 8. Ai biết đâu, nhìn trên đó chứ nói ai biết nói gì. 120. Còn cái bill ở đây chị Linh. 150. Kêu ổng coi bill ổng hỏi nói đi. Biết nói con mẹ gì giờ. Các em có một cái màu xanh nữa, chị Hằng lấy màu xanh không? Có một còn đúng một cái màu xanh thôi nha. Còn đúng một cái màu xanh, chị nào 95kg mặc cũng vừa ha. Em còn đúng một cái màu xanh. Áo này là form thoải mái á mấy chị, chứ không phải form ôm trong người đâu nha. Đưa cho vậy, đưa áo chị Hằng chưa? Cái mày ngồi 120.000. Cái mày ngồi mày giơ tay mày đòi gì nữa vậy? Giơ tay đâu. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Giống như cái bộ em đang mặc luôn.
giống như bộ em đang mặc nhưng mà nó có cái tùng ở dưới. Thì mấy chị mặc sao? Mấy chị mặc thì nó sẽ không có thấy vú. Nếu mấy chị mặc vòng vòng trong nhà thì không thấy vú. 220 nha. Chuẩn bị em xả cho mấy chị bộ Dior này nè. Nè, 220 nè quý vị. Trời ơi, em là em ghiền mấy cái mẫu này lắm luôn nha. Chị Hằng 120 nè. Chị Hằng 120 nè. Ghi trên bill của chị Hằng Nguyễn này làm bill thu hai cái quần 240 về. Nè mấy chị thấy cái tùng ở trước không? Thấy cái tùng bộ trái tim không? Đây, kèm số ký, kèm với lại size. À, kèm số ký, kèm với lại mẫu ha. Hai áo xám và nâu của Hồng Hoàng Thế nè, quần trái tim nè. Em nói với mấy chị là xuất sắc luôn ha. Hồng Hoàng Thế hai áo nè. Hai áo 240 của Hồng Hoàng Thế nè. Chốt giùm em bộ trái chim ngục tù mấy chị. Trái chim ngục tù. Anh yêu em. Yêu em đến ngàn thu. Trái tim thu lưu. Đó, bộ bi nha, ở lộn, bộ chim nha. Chốt bộ tim kèm số ký. Mặc cái bộ này là hơi bị ghiền luôn. Em nói thiệt, áo màu xanh hết rồi chị ơi. À bây giờ còn xám với nâu thôi, xanh hết rồi chị. Xanh sạch sẽ rồi, còn xám với nâu thôi chị. Chị Phương này, khách cũ khỏi còn chốt số điện thoại lên chốt đồ được rồi. Mua em là khỏi còn chốt. Bán gì quên rồi. À bộ trái chim thuộc ngục tù nghe mấy chị. Bộ này là bộ trái chim ngục tù. Nhớ bộ đó là bộ trái chim ngục tù nha. Lên cho mấy chị một cái bộ 100kg. Trời ơi, má để trái tim xong 100kg nữa. Bi xuống lấy đi Bi. Bộ trái tim 100kg của chị Thanh Thảo Nguyễn. Nè nè, chuẩn bị lên lấy cục wifi gắn vô đồ đít cho em. Nè, lấy cục wifi gắn vô đồ đít cho em. Chứ không là không chốt kịp bộ này. Chút nữa xong bỏ cái bộ dưới chân Bi ra Bi á. Vậy đúng không? Đúng rồi. Nè Thanh Thảo Nguyễn trái tim 100kg nè. Không có quần cục, có đang may mấy mẫu quần cục đẹp lắm. Áo 120 hả chị My? Nó là một cái vải lụa gì, nó không co giãn và nó co giãn mềm. Nó là một cái vải gì của Nhật, của Hàn Quốc đó chị. Nó rất là đê mê ha. 220. Đồ dây không có quần cục hả? Không. Ừ tự nhiên vô hỏi có quần cục không? Đồ dây có quần cục mà nó ra bộ ngủ hồi nãy đó, lấy bộ ngủ nãy đi, còn không mà đợi mẫu khác. Nè. Mà áo đó em nghĩ chị Thảo My mặc hợp. Chị ra chốt một con xám, con nâu đi. Nè. Dơ cái bộ đồ lên là mấy chị là giật không kịp nè. Xả bộ này nè nha. Xả bộ Dior nè. Bộ Dior phối sơ mi này là đỉnh của đỉnh, chớp của chớp nha. Đây. Nói phát một là đỉnh của đỉnh, chớp của chớp. Lấy bộ trái tim ngục tù của Nguyễn Phương. Lấy size 2 cũng được, mà 3 cũng được, mà 2 là vừa rồi. Đây ha, Dior nha. Kèm với quần ha. Nói cho biết nha. Nói cho biết là cái bộ này giật lộn. Mệt mỏi luôn á. Nè. Kèm với quần dài nè. Ha. Giật mệt mỏi luôn. Bộ Dior xả cho mấy chị 170.000 kèm số ký. Dior xả 170 kèm số ký. Dior xả 170 kèm số ký. Nhanh tay thì còn, chậm tay còn. Size L nè, hai bộ size L. Ừ hình như size L ha. Ba bộ size L. Ừ sao size L không vậy? Ba bộ size L nha. Bốn bộ size L. Năm bộ size L. Không có size lớn hơn. Size L dưới 72kg. Dior Thảo Lục không vừa, Dior Aero Phạm không vừa, Trần Tuyền 83kg không vừa, Nguyễn Mai nè. Nguyễn coi thử Nguyễn Mai nào 170 nè. Coi thử Nguyễn Mai nào 170, Dior chỉ còn size L thôi nha quý vị nha. Dior chỉ còn size L thôi. Vân Nguyễn nè con. Vân Nguyễn thành phố nè, 170 nè con, hai món. 170 nè ha. Đợi em chút. Dior chỉ còn size L thôi. Cô Nhung Trương nè. Nhung Trương 170 nè. Nhung Trương 170 nè. Dior của chế Hồng Ánh nè. Chế Hồng Ánh khi nào muốn gửi đồ thì cứ báo em nha. Chứ đừng có nghĩ nói ừ con này không mua đồ nó không đổi, không có nha chị Hồng Ánh. Hồng Ánh nè. Hồng Ánh 170 nè. Trời ơi bộ này là hơi bị đẹp luôn ha. Dior chỉ có dưới 70-72kg thôi. Trời ơi, Nguyễn Mai Bình Định là lâu lắm rồi mới gặp là chị Nguyễn Mai nha. Trương Thị Hường nè. Dior size L. Bộ này là hơi bị đẹp nha chị Hường.
Trương Thị Hường nè, dạ hết chị, được cái bán hàng sale nó đắt ghê lắm lận. Được cái bán hàng sale đắt, đắt dễ sợ luôn. Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Hôm nay mà bộ nào mà bị mắc phong long là em đẩy luôn. Hôm nay bộ nào mắc phong long là đẩy luôn. Đừng hỏi tía má nó là ai hết trơn á. Đây nè chị My ơi, áo nè chị My, áo nè chị My, form nè ha. Nếu mà nó form cứng nhắc là em đã không lấy rồi. Form này nó sang chảnh lắm. Áo nâu à, hoặc là áo xám kèm số ký ha. Áo sơ mi 100.000 nè. Áo sơ mi 100.000. Có quần tây như bộ Dior không sao? Em đang ra quần tây á chị Hằng. Chị Hằng đừng nôn nha. Chị Hằng đừng nôn ha. Đây. Ủa Hạnh chốt gì mà chậm vậy? Người ta nghĩ nãy giờ nửa tiếng mày đi đâu vô đây giờ mày chốt vậy? Áo sơ mi 100.000. Tay này size dưới 85kg nha. Áo sơ mi này là hàng xuất nha mấy chị nha. Em có hai màu, màu cam và màu xám. À màu cam và màu cà phê sữa hả mấy chị? Màu cam và màu cà phê sữa có dưới 85kg là được ha. 70-85-87kg. Đây là bộ eo vì nè. Bộ eo vì quần ống bát nha. Bộ này mới, mới. Bộ này qua giá nhiêu vậy? Eo vì quần ống bát giá nhiêu vậy? Eo vì quần ống bát 260.000. Hôm bữa em đặt bộ ngắn nữa giữ đơn cho em. Có chứ chị, giữ chứ. Sơ mi đỏ của Hồng Lê nè. Giữ chứ chị, đâu có dám xả của ai đâu chị Hồng Ánh. Nè, bộ eo vì quần ống bát này chế mua đi chế Ánh ơi. Nè, eo vì quần ống bát kèm số ký giúp em nha. Áo sơ mi cam của Linh Trần nè. Có size 9 mấy ký nữa nha. Áo sơ mi này có size 9 mấy ký nha. Linh Trần 100.000. Nè mấy chị coi cái áo của bộ eo vì nè. Áo bộ eo vì mà chỉ còn đóng thùng vô đi tiệc là em nói mấy quý vị là nhức nhói nha. Em nói thiệt với quý vị nè, mặc lên là nó tự đứng form thôi ha. Mặc lên là nó tự đắp chéo. Mà form áo đẹp thấy mẹ luôn mấy chị. Form áo đẹp thấy mẹ luôn ha. Bộ này 260. Sơ mi cam của chị Thảo Lục nè. Sơ mi cam 100.000 của chị Thảo Lục nè. Sơ mi cà phê sữa của Helen Thảo nè. Sơ mi cà phê sữa cũng có size 9 mấy ký nha. À cà phê sữa size lớn không mà Thảo ơi, mày mặc bị rộng thùng thình luôn á. Hằng Nguyễn sơ mi cam có chưa vậy? Hằng Nguyễn là 87 ký phải không? Hằng Nguyễn là sơ mi cam 100.000 nè. Chốt giùm em bộ eo vì quần ống bát ha. Áo thun 120 có size 70 ký không chị ơi? Áo thun 120 là cái áo màu nâu với màu xám á hả chị Tâm Phan? 70 ký là chị mặc theo theo form là rộng nha chị. Chị mặc theo form rộng được thì chốt, ấy là vẫn nói vậy đó, được thì chế ok chế chốt, còn không được là ok mình đừng chốt. Chế chốt về rồi cái không vui á, rồi cái hai đứa mình xa nhau, chị hiểu không? Hồi nãy bộ eo vì ống bát vậy là bán lộn rồi, 280, vậy là bán lộn rồi. Bây giờ làm giấy dán bộ eo vì luôn rồi, Bi để đem xuống nhà dưới luôn rồi chứ không lộn. Ghi là eo vì 280. Không có nhớ hết giá. Sơ mi cam 80 ký của chị My nè. Sơ mi cam của chị Nguyễn My nè. Nguyễn My 100.000. Rồi hôm nay em xả bộ giống như bộ em đang mặc, nhưng mà xả bộ lá bài nha. Lá xì với lá bốn, kéo lá tây với kéo lá chín ha. Đó là hiểu rồi chứ gì. Nè xả bộ lá bài nè. Xả bộ lá bài nha. Xả bộ lá bài. Ok. Xả bộ lá bài ha. Size còn size XL dưới 8 mấy ký nè. Còn size L nè, còn size 3X luôn. Ha. Đồ đeo quá chị. Hết bệnh rồi hả? Chị mua đồ em hết bệnh, chị không mua đồ em bệnh chết mẹ luôn. Ủa, cái này là của này không? Đúng rồi, xếp bỏ vô luôn. Hai bộ size L. Lên đây nè, lên. Lấy một bộ XL bỏ cầu thang ha. Lên nè mấy chị. Nè.
y chang bộ em đang mặc luôn nha, y chang. Xả cho mấy chị 100 nhiêu ta, 150 đi ha. Xả cho mấy chị bộ 150 nè, chốt lẹ đi chứ không đủ bộ nha, có 6 bộ thôi nha. Xả 150 bộ này mấy chị mặc về đầu má, em nói thiệt mấy chị nó sướng còn hơn đi hôm qua nữa. Đây áo yếm này đẹp không, em nói là hơi bị cưng luôn thiệt, mặc bộ này mùng 1 đi quýnh bài thúi hẻo luôn. Xì cơ với bốn cơ, kéo lá chín, kéo lá tay, ỉa quần là bộ này nè. Đó ha, áo 120 không có màu ít cả, không có ai ít gì ở đây hết á chị. Đồ đẹp quá, chị Dung mua đi chị Dung, chị mua nhà em đổ nợ trốn nợ luôn á. Đây nha, chốt giùm em bộ lá bài, xả cho mấy chị 150. Có đầm đi tiệc không hay chị Hồ Mỹ Hạnh? Dạ có, nhưng mà không biết cái gu chị làm sao nữa. Không biết cái gu chị nó làm sao á. Bữa trước em có cái kem rồi, mặc thích quá, lấy màu khác không có size hả? Để chị kiểm tra được. Size này size L, size màu cam là size M ấy em. Còn size này size L em mặc sẽ bị rộng ha. Lá bài 80kg của chị Hà Nguyên, XL. XL của cô Hà Nguyên nè. Bộ lá bài 75kg của Hồng Nhiên Đào Nguyễn. Đúng rồi, Hồng Nhiên Đào Nguyễn. Hồng Nhiên Đào Nguyễn size L. Rồi còn ai nữa không quý vị? Quý vị ơi, quý vị ơi, còn ai nữa không? Quảng cáo mà nó quắt mẹ rồi đó. Quảng cáo nó quắt mẹ đó. Nó không quắt nói làm gì nữa, đúng không? Rồi quý vị ơi, quý vị ơi, bộ lá bài 100kg, bộ này bà chị Thuần Châu về bả mặc là bao viền. 150.000 của chị Thuần Châu. 150.000 của chị Thuần Châu. Cái cục hàng gì con nhỏ gì bơm hàng đưa đây, cắt bán xe cho chị Thuần Châu đi. Bao nhiêu người 100kg chờ hàng. Lá bài 80kg của Nguyễn Phương. Chín mấy ký với 95kg. Chị Nguyễn Phương, chị Giang Nguyễn nè. Giang Nguyễn khách cũ hay khách mới vậy? Chị Giang Nguyễn còn size nè. Chị Nguyễn Phương hết size rồi. Giang Nguyễn còn size nè. Chị Nguyễn Phương hết size rồi nha. Bộ Dior mặc đẹp lắm luôn. Sao nãy giờ không chốt bộ lá bài đi em? Nè, xả cục hàng của cái con, của cái con Tung Phương. Của cái con Tung Phương. Dạ, trước khi con mở cái cục hàng bơm của má Tung Phương ra, con chỉ cần bảo bảo là con ăn độc tế nè. Con tế thần chứ. Tế thần. Tế má vú càng ngày càng nhỏ, đít càng ngày càng bự đi, đủ má kẹt cửa, đéo có tiền đập cửa xây cửa mới. Tôi không biết quýnh bài nên không dám mua, sợ vô tao quýnh. Quýnh đại đi, nói ổng đưa vài tỷ đi quýnh đỡ đi. Nè Bi, bộ Dior nè. Quỷ cái. Nè bộ này xả 150.000 cho chị nào 100kg lấy nè. Xả bộ sọc 150.000. Bộ sọc này vải cao rẻ nha, size 90 đến 100kg. Rồi xả bộ sọc này 150.000. Chị nào 150kg hốt nha. Bộ này là hơi bị dễ thương luôn nha mấy chị nè. Bộ này form hơi bị đẹp luôn. Chớ giùm em bộ sọc, ta bơm hàng bà ngồi bà cười, bà vui quá. Bà vui quá bà ngựa. Bộ sọc của chị.